Hôm nay là ngày 14 tháng 8 âm lịch, tức là 14 tháng 7 14/7 âm lịch năm 2019. Ba đang ghi kỷ niệm hình má. Hình ai vậy? Hình ai? Hình ai? Ghi đi. Hình người yêu. Đang ghi chữ hình người yêu. 14 2019 thấy thương ghê cái chữ cái chữ trên ba hồi đó ba chữ đẹp lắm mà giờ tay là lộn cộng đó, những dòng chữ này là hiếm á. Rồi bây giờ mở hình lên trước coi đó, ba coi hình của má đẹp không? Đẹp hơn, cô Đức đang quay phim, đẹp hơn. Đang quay phim, mấy chị tới thăm rồi đang chụp hình, nhìn máy chụp hình, đi. Có chị Hồng Vân, chị Ngô Tâm, các chị tới thăm ba, thăm chùa trước.